Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 118-133 km/h, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h. Trong 24 giờ tới, bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông bắc, cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế khoảng 370 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Ảnh hưởng của bão số 6 trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15, biển động dữ dội. Giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ 18 tháng 10, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khác với cơn bão trước đây, khi vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, do đi qua vùng biển thoáng không bị ảnh hưởng của ma sát địa hình. Bão số 6 không bị mất năng lượng, nên cường độ gần như giữ nguyên khi vào Biển Đông. Hiện nay không khí lạnh đang hoạt động mạnh và liên tục được tăng cường, nên sự tương tác của không khí lạnh này với hoàn lưu bão trên Biển Đông sẽ quyết định đến quỹ đạo và cường độ của cơn bão số 6. Đến 6 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, theo thông tin từ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, còn 50 tàu trên 489 người hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có 28 tàu, 290 người, tỉnh Quảng Ngãi có 20 tàu, 184 người, tỉnh Bình Định có 2 tàu, 15 người. Để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, chủ tàu thuyền, gia đình bằng mọi biện pháp thông báo kêu gọi hướng dẫn 50 tàu trên và các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm hoặc có khả năng ảnh hưởng của bão, di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh quan tâm, khẩn trương, chỉ đạo thực hiện. Trong danh sách tên bão của các nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nesat là cơn bão do Campuchia đặt tên. Trong ngôn ngữ của Campuchia thì Nesat có nghĩa là hoạt động đánh cá. Nhận định về tác động gió mạnh và mưa bão do bão số 6 trên đất liền, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng thấp trước khi đổ bộ nên ở trên đất liền ít chịu tác động gió và mưa. Do tương tác với gió Đông Bắc nên vùng mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ so với ở khu vực Trung Trung Bộ. Sau khi bão tan thì không khí lạnh dồn xuống, ở Trung Trung Bộ tăng mưa trở lại, đợt mưa này không to, khoảng 50mm trên ngày nhưng kéo dài. Ông Lâm nhấn mạnh và lưu ý các hộ cần chú ý vận hành các hồ chứa. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký công điện số 964 ngày 17 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Theo đó, hoàn lưu bão số 5 kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa rất lớn tại một số địa phương khu vực Trung Bộ, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam. Mưa lũ đã làm một số người thiệt mạng và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân ngập sâu, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông thủy lợi, trường học bị thiệt hại nặng nề. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên và lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau lũ. Các địa phương bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, nhất là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, tập trung chăm lo, bảo đảm cuộc sống cho người dân sau mưa lũ, không để người dân thiếu đói, không để người dân không có chỗ ở. Cụ thể là tập trung tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là các gia đình có người thiệt mạng, mất tích, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn, khẩn trương rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là hộ nghèo,
hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hộ ở nơi bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông. Tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm không để người dân bị đói, rét, sắp xếp bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà do mưa lũ, huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích, hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch sau bão lũ. Các địa phương bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, nhất là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hại, ngập lụt, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, các tuyến giao thông huyết mạch, công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập để sớm cho học sinh trở lại trường, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh, khôi phục sản xuất sau lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân và chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới. Tiếp tục tổ chức lực lượng rà soát khu dân cư, trụ sở, cơ quan, trường học có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, chủ động sơ tán và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại do sạt lở đất, khẩn trương rà soát, thống kê đánh giá mức độ thiệt hại do mưa lũ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương chỉ đạo triển khai khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông trọng yếu, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, tập trung huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục ngay các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là khu vực km 32+200 quốc lộ 9C tỉnh Quảng Bình và quốc lộ 15C đi cửa khẩu quốc tế La Lai của tỉnh Quảng Trị, bảo đảm thông xe nhanh nhất và an toàn giao thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo vệ sinh trường lớp, khắc phục công trình bị hư hỏng, vận động hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, sách vở và đồ dùng học tập cho các trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, tạo điều kiện cho học sinh trở lại học bình thường sớm nhất. Bộ Y tế chỉ đạo bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân vùng ngập lũ, hướng dẫn xử lý nguồn nước sinh hoạt, xử lý môi trường, không được để phát sinh bệnh dịch sau lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo chuẩn bị giống cây trồng, vật nuôi để phục hồi sản xuất, chủ động hướng dẫn khôi phục sản xuất sau mưa lũ, rà soát kiểm tra hồ đập thủy lợi, kịp thời sửa chữa khắc phục sự cố hồ đập để chủ động ứng phó và bảo đảm an toàn trong những đợt mưa lũ tới. Bộ Công Thương chỉ đạo khôi phục nhanh hệ thống điện, sản xuất công nghiệp, có phương án cung ứng đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để tình trạng khan hiếm hàng dẫn tới tăng giá bất hợp lý, tiêu thụ hàng giả kém chất lượng, rà soát, kiểm tra, kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát những hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, kịp thời đề xuất hỗ trợ lương thực cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị trên địa bàn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ vận chuyển lương thực, hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là tại các khu vực còn bị chia cắt, hỗ trợ nhân dân và địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hàng năm để tập trung hỗ trợ khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 6, dự báo chính xác, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và nhân dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của các địa phương, phối hợp với các cơ quan có liên quan, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét hỗ trợ kịp thời theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 6, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.